Vụ án yêu nhân 10 năm làm hại 182 phụ nữ và bí thuật đằng sau đó. Một tên côn đồ lang thang trong thị trấn đã tình cờ học được bí kíp và trở thành một tên đạo tặc hái hoa chuyên nghiệp với kỹ thuật cao. Chỉ trong vòng 10 năm, hắn đã làm hại 182 người phụ nữ có xuất thân danh giá mà không hề bị phát hiện. Thậm chí, tên đạo tặc hái hoa này còn thành lập một giáo phái và thu nhận được 7 đệ tử để truyền bá bí kíp của mình. Tuy nhiên, cuối cùng tên đạo tặc hái hoa đã bị bắt vì một sự cố vô cùng hài hước. Hành vi xấu xa của hắn khiến cả hoàng đế Đại Minh cũng phải kinh ngạc và ra lệnh hành quyết ngay lập tức. Đây được xem là một vụ án kỳ bí nhất trong lịch sử nhà Minh. Vụ án Đại Minh đệ nhất yêu nhân. Và nhân vật chính của vụ án này chính là Tăng Trọng, một tên vô công ruồi nghề ăn chơi lưu lồng. Vậy Tăng Trọng đã sử dụng bí kíp nào để thành công hái hoa trong suốt 10 năm mà không hề bị phát hiện? Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Người ta không rõ Tăng Trọng sinh vào năm nào, chỉ biết trước đó hắn họ Lý ở phủ Thạch Châu, nay thuộc khu Ly Trạch, thị Lữ Lương, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, hắn đã bị bán cho một người họ Tang ở huyện Du Tích ngay từ khi còn nhỏ. Người này nhận hắn làm con trai nên đã đổi họ cho con từ Lý thành Tang. Tăng Trọng từ nhỏ đã nghịch ngợm, phá phách và không thích đọc sách. Thêm vào đó, người cha nuôi sức khỏe không tốt nên ít có thời gian quản lý. Kết quả khi lớn lên, Tăng Trọng thường xuyên lang thang trong thị trấn và giao du với bọn côn đồ, trở thành một kẻ vô công giữ nghề, suốt ngày chỉ làm những việc trộm cắp. Có thể tưởng tượng được rằng nếu không có tình huống đặc biệt nào xảy ra, Tăng Trọng rất có thể sẽ sống cả đời với danh xưng vô dụng đó. Nhưng không ngờ, vào một ngày trong năm Thành Hóa thứ nhất, tức là năm 1465, thì biến cố đã xảy ra. Ngày đó, khi Tăng Trọng đang ngồi nói chuyện với bạn, thì vô tình nghe được từ một người bạn về người tên là Cốc Tài. Người ta nói rằng Cốc Tài sống tại Đại Đồng Phủ, huyện Sơn Âm, là một tên đạo tặc hái hoa nổi tiếng. Kỹ thuật của hắn cực kỳ tinh thông, trong 18 năm đã trộm hoa không biết bao nhiêu lần nhưng chưa từng bị bắt. Đúng là người nói vô tình nhưng người nghe lại hữu ý. Ai ngờ cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt này đã giúp Tăng Trọng tìm thấy mục tiêu của cuộc đời mình. Hắn không chịu sống như một kẻ vô dụng trong thị trấn nữa, mà muốn cố gắng trở thành một tên trộm hái hoa bậc thầy như Cốc Tài. Tăng Trọng cố gắng tìm kiếm mọi cách để có thể gặp được Cốc Tài, học bí quyết. Nhưng loại bí mật này đâu phải dễ dàng có thể truyền dạy. Vì vậy, khi đối diện với ý định của Tăng Trọng rằng muốn trở thành học trò của mình, bậc thầy hái hoa Cốc Tài đã từ chối ngay lập tức. Nhưng với khao khát được trở thành đạo tặc hái hoa, Tăng Trọng không dễ dàng từ bỏ, mà thay vào đó, hắn đã thể hiện tính cách vô liêm sỉ của mình bằng cách dành cả ngày để làm phiền Cốc Tài. Cuối cùng, không biết vì bị cảm động bởi Tăng Trọng hay vì lý do nào khác mà Cốc Tài cũng đồng ý nhận hắn làm đệ tử và truyền cho bí kíp hái hoa. Đầu tiên, Cốc Tài cạo sạch lông mặt của Tăng Trọng, sau đó chỉnh sửa lông mày và tạo kiểu tóc của hắn thành ba búi giống như phụ nữ, đồng thời còn xỏ thêm khuyên tai. Hóa ra phương pháp bí mật hái hoa mà Cốc Tài sử dụng chính là cải trang thành phụ nữ. Dưới danh nghĩa dạy các cô nương may vá, nhưng thực chất là đang thực hiện kế hoạch hái hoa. Tuy nhiên, việc dịch dung thành phụ nữ thì đơn giản, nhưng thực sự những việc làm cho mọi người tin rằng bạn là phụ nữ mà không để lộ chút sơ hở nào thì lại khá khó khăn. Bởi vì không chỉ vẻ bề ngoài mà còn cả cách đi đứng, cử chỉ, giọng điệu nói chuyện và tất cả mọi thứ khác cũng phải phù hợp với đặc điểm của phụ nữ. Vì vậy, Cốc Tài đã dạy cho Tăng Trọng mọi loại kỹ năng nghệ thuật của phụ nữ như cắt may hoa văn, thêu thùa, làm túi, đan mũ, làm giày, nấu ăn và hầm canh. Đồng thời cũng dạy cho hắn ta cách lẻn vào phòng ngủ phụ nữ, cách nói những lời ngọt ngào khiến phụ nữ mê mẩn, cách pha chế thuốc mê và xuân dược, cũng như cách đe dọa và thuyết phục sau khi thành công không để bị lộ ra. Có thể nói, Cốc Tài đã thực sự truyền thụ bí kíp hái hoa của mình cho Tăng Trọng một cách triệt để. Và Tăng Trọng cũng rất chăm chỉ khi học những bí kíp này. Cuối cùng sau 2 năm học hành cật lực, vào năm Thành Hóa thứ 3, tức là năm 1467, Tăng Trọng đã học hết tất cả bí kíp hái hoa của Cốc Tài, thậm chí còn có phần vượt trội hơn. Lúc giả làm phụ nữ, Tăng Trọng đã khiến sư phụ của mình là Cốc Tài khi nhìn thấy cũng không khỏi xao xuyến.
Vậy nên sau khi chia tay sư phụ, Tăng Trọng bắt đầu bước vào con đường hái hoa của mình. Mỗi lần hắn đều tìm ra mục tiêu trước, sau đó tự trang điểm thành phụ nữ và ngụy tạo một câu chuyện về hoàn cảnh đáng thương của mình. Ví dụ như, hắn thường nói bản thân là phụ nữ ở một vùng xa xôi, vì chồng mất nên không chịu được sự ngược đãi từ họ hàng mà buộc phải bỏ trốn ra ngoài và dạy người khác làm nghề để kiếm sống, từ đó lẻn vào nhà mục tiêu. Có thể nói rằng trong xã hội thời nhà Minh, do tôn sùng triết học nho giáo nên các cô gái chưa lập gia đình thường ít ra khỏi nhà. Tuy nhiên, họ thường phải biết làm những việc như thêu thùa, may vá. Các gia đình giàu có thường thuê phụ nữ biết thêu thùa từ bên ngoài về để dạy cho con cái của mình. Vì vậy, lời nói dối của Tăng Trọng thường rất thành công và được mọi người tin tưởng. Đồng thời, do đã trang điểm và ăn mặc như phụ nữ nên mọi người cũng không chú ý rằng hắn là một người đàn ông. Sau khi lẻn được vào nhà, Tăng Trọng sẽ tìm cách tiếp xúc với đối tượng mục tiêu. Khi thấy thời cơ đã chín muồi, hắn sẽ nói những lời trăng hoa để dụ dẫn mục tiêu nhằm đạt được mục đích chung sống trong cùng một phòng. Sau đó, bản chất thực sự của hắn sẽ được phơi bày. Nếu gặp phải những người phụ nữ mạnh mẽ, ngay thẳng và khó lừa dối, Tăng Trọng sẽ sử dụng thuốc mê gây ảo giác cho họ vào lúc đêm khuya. Trong hoàn cảnh xã hội thời điểm đó, những người phụ nữ này khi tỉnh dậy và nhận ra rằng mình bị xúc phạm cũng thường chọn im lặng để bảo toàn danh dự của mình. Kỳ thực khi lần đầu tiên hái hoa, Tăng Trọng cũng rất lo lắng sợ bị phát hiện giữa chừng. Nhưng sau khi thành công và tẩu thoát, lòng dũng cảm của hắn cũng dần lớn lên. Trong vòng 10 năm sau đó, Tăng Trọng liên tiếp thực hành hành vi của mình tại Đại Đồng, Thái Nguyên, Bảo Điền, Tế Nam và nhiều nơi khác. Dấu chân của hắn phủ khắp 4 năm quận của 3 tỉnh Sơn Tây, Hà Bắc và Sơn Đông với 182 nạn nhân là phụ nữ. Thậm chí trong thời gian này, Tăng Trọng còn quay trở lại quê nhà để khoe những thành tích của mình trước những người bạn cũ và huấn luyện 7 người học trò về cách tiếp cận phụ nữ. Như chúng ta đã đề cập, trong môi trường của xã hội thời đó, những người phụ nữ này thường chọn im lặng để bảo vệ danh dự của mình. Vì vậy, trong khoảng thời gian 10 năm này, Tăng Trọng đã thoát khỏi mọi rủi ro. Tuy nhiên, như người ta vẫn nói, đi đêm sẽ có ngày gặp ma. Khi Tăng Trọng chuẩn bị phá kỷ lục mới về số lần hái hoa của mình, thì một sự kiện bất ngờ đã hoàn toàn thay đổi số phận của hắn. Đó là vào năm 1477, năm Thành Hóa thứ 13, khi Tăng Trọng chuẩn bị phá kỷ lục lần thứ 183, thì ngày tận thế của hắn ta cũng đến. Nhưng lý do bị phát hiện của hắn thực sự vô cùng hài hước. Không phải vì Tăng Trọng không chuyên nghiệp mà lộ bí mật, mà chính là vì hắn đã hóa trang thành phụ nữ quá giống. Vì vậy mới xảy ra một sự hiểu lầm vô cùng đặc biệt. Chiều một ngày nọ, Tăng Trọng đến nhà Cao Tiểu Thư ở Tấn Châu. Lý do chọn mục tiêu là Cao gia vì hắn đã chú ý đến tiểu thư nhà họ Cao. Tăng Trọng tự xưng là vợ nhỏ của Trương Lâm ở Triệu Châu vì không chịu nổi việc chồng đánh nên đã bỏ trốn và muốn ngủ nhờ ở đây một đêm. Cao Tiểu Thư thấy hắn là một người phụ nữ nên không hề nghi ngờ gì cả, tốt bụng để cho ở lại qua đêm. Nhưng điều mà Tăng Trọng không ngờ đến là con rể của Cao gia là Triệu Văn đã để mắt đến hắn. Điều bất ngờ hơn, Triệu Văn lại là một tên đàn ông vô cùng thèm khát phụ nữ. Ngay từ khi Tăng Trọng bước vào, hắn như bị mê hoặc bởi người phụ nữ này. Vào nửa đêm, một cảnh tượng đầy kịch tính đã xảy ra. Triệu Văn đêm đó đã lén vào phòng của Tăng Trọng, muốn thực hiện hành vi trái luân thường đạo lý. Nói về Tăng Trọng, hắn ta cũng có thể xem là xui xẻo, vì ban đầu hắn chỉ để mắt đến vẻ đẹp của tiểu thư nhà họ Cao. Nhưng không ngờ rằng, việc trang điểm thành phụ nữ quá tài tình đã thu hút sự chú ý của Triệu Văn. Khi nhìn thấy ý định của Triệu Văn, Tăng Trọng ban đầu vô cùng sợ hãi, sau đó bắt đầu chống cự mạnh mẽ. Nhưng vào thời điểm đó, Triệu Văn đã bị quyến rũ bởi nhan sắc xinh đẹp thì làm sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Triệu Văn dựa vào sức mạnh của mình để đẩy ngã Tăng Trọng xuống giường và thực hiện hành vi tấn công. Mặc dù Tăng Trọng đã cố gắng chống cự mạnh mẽ nhưng vẫn không thể đối phó với sức mạnh lớn hơn. Khi bị đối phương ép buộc và cởi bỏ y phục, khoảnh khắc đó cả Triệu Văn và Tăng Trọng đều vô cùng bất ngờ. Triệu Văn không thể nghĩ rằng người phụ nữ mà anh ta muốn có lại là một người đàn ông. Tăng Trọng cũng không thể nghĩ rằng sau vô số lần hái hoa, hắn lại bị một người đàn ông bắt được. Sau cú sốc ngắn ngủi đó, cả hai đều lấy lại bình tĩnh. Nhưng Tăng Trọng lại không thể tẩu thoát vào lúc này, bởi từ đầu hắn đã không phải là đối thủ của Triệu Văn. Cuối cùng, Tăng Trọng đã bị Triệu Văn và đám người hầu của nhà họ Cao nổi giận bắt giữ rồi đưa đến nha môn. Sau khi bị thẩm vấn, Tăng Trọng đã thú nhận bí mật trang điểm thành phụ nữ cũng như tội ác mà hắn đã phạm phải trong 10 năm qua. Hắn ta cũng tiết lộ về sư phụ là Cốc Tài cùng 7 đệ tử của mình. Vụ việc này được báo cáo lên triều đình
Và khi hoàng đế Minh Hiến Tông biết chuyện, ông vô cùng kinh ngạc và đích thân ban lệnh xử tử Tăng Trọng bằng cực hình lăng trì vô cùng tàn bạo. Đồng thời, ông cũng ra lệnh cho các quan phủ địa phương truy bắt các đệ tử của Tăng Trọng cùng những kẻ phá hoại khắp nơi. Có thể nói rằng vụ án của Tăng Trọng đã khơi dậy cuộc đấu tranh nghiêm ngặt của triều đình lúc bấy giờ chống lại những đạo tặc hải hoa. Đáng chú ý rằng câu chuyện này là có thật. Toàn bộ quá trình của vụ án được ghi chép trong sổ sách của thời đại nhà Minh. Đồng thời, những cuốn sách như Căng Dị Biên, Minh Hiến Tông Thực Lục, Quốc Triều Hiến Trưng Lục, Trà Hương Thất Tam Sáo cũng đều có những ghi chép liên quan. Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, có thể nói nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của Tăng Trọng mặc dù có vẻ như bắt nguồn từ một sự cố. Nhưng có thể hiểu rằng, ngay cả khi không có sự cố đó, Tăng Trọng cũng không thể trốn tránh được mãi mãi. Giấy cuối cùng cũng không thể gói được lửa. Mọi việc trên đời đều sẽ có nhân quả báo ứng. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.